Nay chúng ta cùng nhau làm việc với một số loại đá liên quan đến tâm linh nhé. Tôi là Tahi Phạm của vàng bạc đá quý Tahi Game. Ở đây thì có một vị khách hàng của tôi, chị mong muốn là chị ấy làm một cái bộ bằng một cái vật liệu màu xanh dành cho mệnh mộc và có thể màu đen dành cho mệnh thủy, sử dụng cái thiết kế cỏ bốn lá. Thì tôi có tư vấn cho chị một vài cái loại đá khác. Ở đây chúng tôi có ngọc bích là một này, chúng tôi có ngọc bích đen là hai này, chúng tôi có tourmaline là ba này, và chúng tôi có sapphire đen. Đây sapphire đen này, cái như thế này. Bên cạnh đấy thì tôi có một loại nữa là sapphire vàng, cũng rất là tốt, và một số cái mặt ngọc bích có sẵn ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. Và còn một vị khách hàng nữa, chúng ta sẽ đang cần một vài cái mặt nhỏ nhỏ xinh xinh bằng Phật bà, bằng thánh tóc vàng. Đấy, tôi sẽ tiện thể tôi quay cả cho anh chị xem luôn nhé, anh chị theo dõi video nhé. Với cái thông tin ban đầu chị gửi sang thì đây là đá metalit, nó là dạng mũi đồng và tôi khuyên chị không nên dùng tại vì nó liên quan đến vấn đề sức khỏe nhá. Thế còn đây là ngọc bích này, ngọc bích thì có rất nhiều loại, ví dụ như cái miếng này chúng ta sẽ thấy một vài cái vân màu vàng ở bên trong đúng không, nhưng sang cái miếng này thì chúng ta sẽ thấy là hoàn toàn là vân xanh đúng không. Đấy, kiểu kiểu như thế thì nó rất là nhiều loại ngọc bích vì nó do phẩm cấp khác nhau, nó tạo lên cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ một cái bức này tôi đang giao ra cả tất cả khoảng 40 triệu cả cái dây này nhá. Thế nhưng những cái sản phẩm kiểu như này thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng vài triệu đồng thôi chẳng hạn, như vậy thì nó có nhiều cái phẩm chất khác nhau. Với những cái bức như này cũng thế này, những cái sản phẩm này thì tôi giao cả cái bức chạm xong thì có khoảng 5-6 triệu thôi, thì đấy là do cái phẩm cấp nhá. Thì đây là một cái loại màu xanh mà có thể sử dụng được cho những cái tác vụ về mệnh mộc này, cái này cũng có thể làm trong mệnh mộc được này, nhưng những cái loại đá này là hàng rết và giá trị rất là cao. Ví dụ một cái miếng này tôi đã giao ra khoảng 25 triệu rồi anh em. Đấy, thì để tạo ra cái một cái bộ gồm có dây chuyền này, nhẫn này và lắc tay thì chúng ta sẽ phải dùng khá nhiều cái sản phẩm này. Thế thì nó dựa trên một cái nhu cầu về tài chính nữa thì chúng ta sẽ lựa chọn các loại đá khác nó sẽ phù hợp nhá. Ví dụ ngọc bích này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được một cái miếng, ví dụ một cái hoa như này, cái đây là cái viên to nhá. Cái này hồi trước tôi làm cho vị khách hàng của tôi cần hàng lớn thì lấy cái viên này, mà đây là màu xanh vàng. Chúng ta sẽ cần cái hàng nhỏ hơn cũng không sao cả. Thế thì ngọc bích thì chúng ta sẽ mất cái chi phí cho một cái viên chắc tỡ khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một cái viên này, kiểu như thế trong cái tác vụ mà làm mặt dây hoặc nhẫn hoặc dây chuyền nhá. Thì bên cạnh đó chúng ta có một loại đá cao cấp hơn nhiều, đó là sapphire vàng. Tại vì tôi cũng nói nhiều với anh chị rồi, sapphire là một loại vật chất mà năng lượng rất cực kỳ cao. Cái giới hạn của người dùng đối với sapphire chỉ là tài chính thôi, chúng ta không quan tâm đến mệnh quá nhiều nhá. Ví dụ một cái bức như này thì nó rất là tuyệt vời và chúng ta có thể lựa chọn được các size khác nhau. Ví dụ mặt nhẫn chúng ta có thể lựa chọn một cái size tương đối gọn gàng như này, nó tùy thuộc vào số tay của mọi người nhá. Thì cái loại mà cỏ bốn lá chúng ta có thể có một cái phương án khác là làm cái nó cong như này này, nó sẽ không phẳng giống như cái hình mà anh chị đang xem ở đây. Đấy, chúng ta sẽ làm cong lên thì nó sẽ điệu đà hơn. Thì đây là một vài loại vật liệu mà chị có thể sử dụng được. Bên cạnh đó chúng ta có thể dùng một loại khác nữa, đó là tourmaline đen. Đây là tourmaline đen. Về lý thuyết tourmaline đen và sapphire đen về mặt cắt giác cắt thì nó gần giống nhau, và chúng ta có những cái loại chất lượng cực kỳ cao. Đây là sapphire đen. Với sapphire đen thì một viên cỡ như này chúng ta cũng phải bỏ chi trả số tiền cả vài chục đến cả trăm triệu rồi. Thế nhưng mà vẫn với cái vẻ đẹp như này nhá. Để tôi sẽ thử cho anh chị xem này. Vẫn cái vẻ đẹp như này nhưng mà chúng ta có cái chi phí thấp hơn nhiều mà nó cũng đẹp như vậy, nó cũng bóng loáng như thế này, thì chúng ta sẽ có một vật liệu khác, đó là tourmaline đen. Thì hai cái loại này nếu mà khi cắt ra mà không được cầm trên tay ấy thì chính chúng tôi cũng khó phân biệt được đâu là sapphire đâu là tourmaline nhá. Nó rất là giống nhau. Thì chi phí cho một cái này thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn nhiều lắm anh em, một cái viên nó chỉ tầm khoảng đôi 3 triệu thôi. Đấy, trong khi đó một cái viên này thì rất là đắt tiền. Thì đấy là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể xem thêm nhá. Tôi đã trình bày với anh chị một số liên quan đến vật liệu nhá, và chúng ta có thể sử dụng được những cái mẫu chất lượng cao như này. Ví dụ cái mặt dây chúng ta sẽ lấy một cái viên lớn hơn như này chẳng hạn, là cũng một cái bộ đẹp. Ở đây còn tùy ý kiến của chị. Chị muốn như thế nào thì bên mình sẽ hỗ trợ theo cái mong muốn của khách hàng mà. Thế nên là cứ thoải mái tinh thần nhá. Thế còn đơn hàng thứ hai là mình sẽ nói chuyện về cái sản phẩm này. Mặt Phật tóc vàng. Chúng ta sẽ có những cái thiết kế rất là nhỏ nhẹ thôi, xinh xắn để làm cho một cái mặt dây nhỏ. Do nhu cầu cá nhân của từng người nhé. Thì những cái sản phẩm như thế này thì chúng tôi sẽ giao ra với chi phí khoảng từ vài triệu đến khoảng 6-7 triệu thôi cao nhất.
thì có những cái mặt dây nhỏ xinh để sử dụng những cái dây chuyền như này, dây chuyền nhỏ xinh như này chúng ta sẽ có thể đeo được. Thậm chí nam cũng được, nữ cũng được nhé. Tại vì cái nhu cầu về cái mặt dây thì có thể là có những anh chị nam đeo cái dây nó nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, không quá lớn đâu. Thế còn qua những cái bức lớn hơn, đây có bức khoảng 6 triệu này, bức này cũng là một bức đẹp này, 6 triệu 2 này. Thì có những cái bức tác phẩm tóc như này, đây chúng ta sẽ nhìn nhé, cái chi tiết này. Đây là bức tóc đẹp. Thì nó có nhiều cái hình dạng, như bức này là cái bức mà cả thân Phật luôn, cả người cả thân Phật. Thế còn những cái sản phẩm này là diện Phật thôi. Ví dụ một cái bức này, ví dụ trông đơn giản này thôi nha anh chị nhìn nhá, nhưng thực tế nó là một cái lượng tóc vàng cực kỳ lớn và rất là sáng, sáng trưng luôn anh em ạ. Tôi sẽ quay lần lượt vài cái bức cho anh em xem nhé. Đấy, đây là bức nguyên Phật này, đây là diện Phật nhé. Một cái bức to hơn một xíu này, anh chị nhìn này, thần thái thì anh chị không phải lo, rất là đẹp rồi. Những cái phần này chúng ta sẽ có thể che đi trong quá trình chúng ta bọc vàng nhé, do cái sự khuyết hãm của chân đá. Đó, bức này cũng rất là đẹp đúng không? Một bức tiếp theo, full thạch anh tóc này, rất là sáng, chúng ta có thể nhìn nghiêng mới thấy là cái nét chạm thôi. Tại vì khi cái thạch anh nó sáng quá thì nó sẽ lòe đi, nó sẽ rất nhiều, nó sẽ gần như là nó sẽ phát quang rất là mạnh. Đấy, chẳng hạn một cái bức mà nhỏ xinh nhưng mà cả thân Phật này, đây có là một bức cũng khá là hay. Đấy, tóc thì đẹp tuyệt vời rồi, sáng trưng luôn. Đấy, một cái bức này cũng là bức diện Phật này, rất là đẹp. Đó thì nội dung sơ bộ thì sẽ như vậy. Thì tôi muốn giới thiệu đến anh em, đây bức này đẹp vô cùng này, bức này đẹp, cân đối này, và quan trọng là cái tóc rất là sáng. Đằng sau anh chị nhìn này, sáng trưng luôn. Đó, thì đây là cái nội dung thứ hai mà anh chị có thể xem. Bên cạnh đó thì tôi vẫn đang còn làm những cái vòng rainbow như này. Chúng ta có những cái file chưa sản xuất, đây là những cái vòng đã sản xuất rồi nhá, hoàn toàn là bằng sapphire. Chúng ta sẽ có những cái size nó khác nhau. Ví dụ đây là cái size nhỏ hơn này, đây là size 3x5 nhá, đây là size nhỏ hơn. Thì chúng ta đã lựa chọn qua một số các sản phẩm nhá, và bây giờ thì tôi xin phép dừng video ở đây.